Xin mời thí sinh tiếp theo. Chúc mọi người 2019, tất cả những người đang xem clip này luôn nuôi vẻ mạnh khỏe và kiếm được nhiều tiền năm 2019 mọi người nha. Yêu tất cả mọi người đang xem clip này nha. Đây là kênh ẩm thực cho chó, anh em đăng ký ủng hộ nhé. Rồi, thi nào. Ok, rồi. Xin mời các bạn ạ. Thời gian 60 giây bắt đầu. Tôi phải tâm sự mọi người nhá. Như này, có cái đời ai có thằng Bảnh nào mà gặp được con vợ như này không? Vợ lại bảo với chồng là: chồng ơi, chồng lấy thêm một vợ nữa đi để nó về nó còn nấu cơm cho vợ, phụ vợ, chứ một mình vợ này vất vả. Thế thì mẹ có con vợ nào như thế không hả mọi người? Trời ơi trời, ông cô nội nãy giờ giấu à, thằng quỷ. Rồi nào, 60 giây chuẩn bị bắt đầu. Vợ sẽ hiếp chồng. Vâng. Em làm bộ phim cảnh giường chiếu của anh thôi mà. Nhìn này. Ôi khổ lắm nhỉ. Anh kinh nghiệm đấy. Anh đừng đi. Có duyên lắm. 60 giây bắt đầu. Với mọi người mà xem vợ Bảnh này, điên thật đấy. Vợ Bảnh này, vợ Bảnh bây giờ lại bảo Bảnh là cho Bảnh một tháng để đi phải kiếm bằng được một đứa nữa làm vợ hai để nấu cơm. Mẹ bắt dậy. Anh rất là thích cái sự chân thật của em. Từ nãy giờ em diễn rất là điềm đạm, rất là dễ thương. Thật sự là không hề yêu quái. Mà gì thôi mà. Ừ. Đúng. Một con vịt sẽ là... Trời ơi. Nhẹ nhàng, tự nhiên á. Tự nhiên, anh rất là thích cái kiểu này. Mặc dù này. Nó hơi ngô nghê tí. Thời gian 60 giây, bắt đầu. Một con vịt sẽ là... Anh em nhớ đăng ký ủng hộ kênh ẩm thực cho chó nhé.